Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu trừ một quỷ câm, khi quỷ ra khỏi người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng ông ta nhờ tướng quỷ Bê-en-dê-bút mà trừ quỷ. Mấy kẻ khác muốn thử người nên xin người một dấu lạ từ trời xuống nhưng người biết ý của họ liền phán nước nào tự chia rẽ sẽ diệt vong và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau vậy nếu satan cũng tự chia rẽ thì nước đó làm sao đứng vững được bởi các người bảo ta nhờ bng bút mà trừ quỷ vậy nếu ta nhờ bng bút mà trừ quỷ thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi nhưng nếu ta nhờ ngón tay thiên chúa mà trừ quỷ ắt là nước thiên chúa đã đến giữa các ngươi rồi khi có người khỏe mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình thì của cải người đó được an toàn nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với ta là nghịch cùng ta và ai không thu góp với ta là phân tán. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý vị cao niên, các bệnh nhân thân mến, thưa Cộng đoàn phục vụ. Một câu trong tin mừng hôm nay khiến tôi phải dừng lại. Đó là lời Chúa Giêsu nói, Nếu ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, vì thế tôi xin chia sẻ một sứ điệp nhỏ thôi đó là bởi ngón tay Thiên Chúa. Đó là cách diễn tả tượng hình để chỉ quyền năng là sức mạnh của Thiên Chúa. Đấng thực hiện những kỳ công và những dấu lạ cao cả cho dân Israel, dân riêng Ngài đã tuyển chọn. Thiên Chúa đã dùng ngón tay để viết thập điều trên hai tấm bia đá mà chúng ta đọc ở trong những ngày vừa qua sách xuất thành Và Thiên Chúa đã dùng tay để tầng trời và muôn trăng sao đều do ngón tay Chúa sáng tạo. Và trong bức tranh về công trình sáng tạo con người được vẽ trên trần nhà nguyện Sistine ở Vatican Tôi đã đến đó và đã tham quan Phải ngước cái đầu lên hết sức Thì mới có thể thấy được bức tranh một cách trọn vẹn Nhà danh họa vĩ đại Michelangelo Đã vẽ ngón tay của Thiên Chúa Chạm đến ngón tay của Adam Nguyên tổ nhân loại Nguyên tổ của chúng ta Nghĩa là Chúa chính ngón tay Chúa Dựng nên con cháu của ông và chúng ta hôm nay con cháu chúng ta mai này trong dấu lạ trừ một quỷ câm chúa giêsu nhờ ngón tay thiên chúa mà trừ quỷ ngày nay phụng vụ dựa vào câu kinh thánh này để gọi chúa thánh thần là ngón tay thần diệu của chúa cha chúng ta sẽ gặp thấy ở trong lễ chúa thánh thần hiện xuống Chúng ta có thể nhận ra ngón tay thiên chúa trong cuộc đời theo Chúa không? Chúng ta nhận ra chúng ta sẽ thực sự được chữa lành không? Và nhờ ngón tay đó chúng ta có được biến đổi trong mùa chay thánh này không? Chúng ta là những người thu góp quy tụ hay là phân tán chia rẽ? gia đình chúng ta, cộng đoàn mà chúng ta thuộc về và đang sống. Nói đến đây tôi nhớ đến kỷ niệm của Đức tổng Phaolô khi ngài mới về đây vài tháng ngài gặp này Roco cố gắng làm sao quy tụ lại được hết đừng loại trừ ai. Và với con người bên ngoài lúc nào cũng tươi cười vì Chúa là niềm vui của ngài khi dạy học ngài cũng khó nhưng mà chấm bài lại dễ ngài yêu thương tất cả mọi người và đặc biệt những anh em linh mục nào có sai sót gì đó ngài luôn bao dung tha thứ và ngài đưa ngón tay bàn tay ra để hướng dẫn anh em linh mục chúng tôi mỗi chúng ta đều được chúa ban cho đôi bàn tay chúng ta xem coi có, có đôi không? có ai có một 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 thôi? chúng ta đếm xem được mười ngón không? có ai mười một không? cũng thỉnh thoảng có. tôi thì đủ hai hai đôi bàn tay với mỗi bàn tay năm ngón, bàn tay năm ngón tôi vẫn kêu xa. chúng ta không phải kêu xa với bàn tay năm ngón của mình, không phải để chúng ta khoe mà để gì? chúng ta làm gì để làm dấu thánh giá mỗi khi thức dậy khi đi ngủ khi bắt đầu làm việc khi ăn cơm nhất là có sẵn sàng và quảng đại đưa tay giúp đỡ anh chị em và chia cơm xẻ áo cho người khó nghèo chúng ta có đưa bàn tay ra để dìu người già đi qua đường hay là đi từng bước di chuyển chỗ được chắc chắn không còn nhiều nữa chúng ta tự mình điền thêm vào